Đợi chút đi, nắng rồi đợi chút đi. Băng nhóm này với các thành viên đều có tuổi đời còn rất trẻ, một số vẫn còn là học sinh, đã thực hiện khoảng 20 vụ cướp giật tài sản của người đi đường. Các bạn đã trở lại với kênh của Nguyễn Hải. Bây giờ ông anh đó, ông vắng mặt, bữa nay vắng không phép. Vắng. Ê, Minh hả? Mình vắng không phép. Minh hả? Bây giờ mình vắng không phép. Thằng Minh tôi vắng rồi đó. Tao bữa đâu chứ. Mình vắng không phép nè, Nguyễn Hải vắng không phép nè. Vắng không phép nha. Ông nội lớp trưởng rồi nè. Em bảy miếng đất lận chị đừng có lo. Ông anh về đâu phải phở? Gom đi coi. Xếp hàng hoài gom lại. Ngủ rồi, ghế rồi. Trời ơi chị em ta kiếp này ha, mình gặp nhau rồi kiếp sau mình đâu còn gặp nữa. Kiếp sau người nơi rồi biết có đầu thai lên người nữa không? Tao điện cho. Ai tao điện cho. Tao điện cho. Điện cho. Điện cho. Tao điện cho. Tao buông tay tao đấm vô lòng một cái đúng. Tao điện cho. Đúng rồi nè. Đúng. Tao vô. Đúng. Điện Lê Hải chi trời. Mà nó là mới. Sẽ cho hai người nói chuyện nhau. Con vào đá. Không phải. Ở đây. Đang đâu ông anh? Đi qua nhà anh Cảnh cho nè. Anh ơi đi qua đây nè, mấy em đây nè. Qua đây tới. Qua đây nó xin lại đi. Bữa nay có một chuyện muốn nói nè. Qua đây trên Cảnh. Ủa lộn, qua nhà anh Cảnh cho. Đi nè, đi nè, đi nè, lẹ đi, qua nhà anh Cảnh nè, lẹ đi, không nói nhiều nữa. Nội này thấy ghê quá à. Tự nhiên nó kêu qua trên Cảnh. Em lộn. Không, ông này mới lại mới đổ qua hai cái kiếm với nhau sao trời. Chứ giờ đỡ của anh quá. Thấy không? Thấy được không? Thôi phải giờ chạy cái mắt đi gan chiếc vậy. Nhức nhức cái đầu rồi. Không có biết có bị gì không mà tối nay nhiều khi tối nay chết. Có. Béo. Có. Nghĩa. Có. Dịch Sinh. Có. Quy có nè, Lực cầm cam nè, Hải có nè, Minh vắng không phép, rồi Ly đi Long Bình. Mình vẫn không phép nè. Điện nó lên. Quay làm gì? Trời ơi. Hả? Bộ hoài. Giảm trời kìa. Giảm trời kìa. Đó, sấm sấm sét không? Đánh cái chát. Trời mưa rồi đó, em ngủ đi. Đó. 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 Mấy đêm mày điện đi, kêu quả anh làm gì được, quả anh làm gì được. Cố nổi nè cho mày. Anh có ý gì không? Trời ơi, là trời. Anh có ý gì không? Tắt máy ăn luôn à, để đi luôn. Đúng rồi. Thôi, chút điện đi. Chút điện, chút điện. Alo. Anh lắc đúng vợ mày không? Anh Thí á. Anh đây ấm thật, hai mình ấm thục, ấm nổi. Trên nhà anh Cảnh nào mới đối diện lên, tao cũng biết làm vậy. Tại tao nghe má nhau vậy thôi các bạn. Sao giờ rồi. Trong khi đỡ lên anh đi thay đồ đi. Ở sân sân. Em đi thay đồ đi. Đi thay đồ đi. Hai đứa luôn hả? Ông với lên hai con với sân á hợp nhau. Nè bây giờ nè, cưng đi thay đồ đi, mặc đồ là sexy nhất ra đây. Nói chung là cái này anh xấu anh giả mà mới được. Đi mà chơi. Ông mình hồn lôn giả ma được. Mình hồn lôn chứ có bụng trái lên. Thấy mà thấy ba người thi câu nào cũng khôn không? Mà đâu thì cũng đang thi cho Huy làm. Huy mở làm. Ông làm rồi. Vô đi. Xấu quá. Thằng xấu tao mới làm ma chứ. Làm ma làm gì nữa. Ma không có lòng tự trọng của ma chứ. Ai đợi, đợi vô. Đợi vô. Đợi vô. Mình lên kìa. Mình lên kìa. Rồi cho 5.000 mở bài nhạc nè. Nhưng mà nhéo không có làm. Nhưng mà nhéo tháng trời. Vô đi nè. Nó đang lại đồ đợi nó xíu. Xíu đi. Đi gần đi. Ba. Đi vô đồ nó chứ đi. Vô trong Cảnh. Sưng. Tôi xong trong Cảnh, Kim Cảnh thay đồ đi. Kim Cảnh á. Còn Sưng á, Sưng mà được. Con ma gì cao dữ. Ma chả bú. Ui chào. Đâu gọi lên thử rồi. À,
Tôi năm nay gần 45 tuổi mà tôi chưa gặp trường hợp nào giống như cái thằng này. Trời cái mà ba này ba nhặt dây vậy trời. Quay đi trời. The very next evening. Chúp mẹ vô gia cư. Bạn ơi, bạn bạn bị móc túi hay giật đồ bạn ơi, mình hỗ trợ tiền xe bạn về bạn ơi. Bạn ơi, nhà bạn ở đâu mình đưa về bạn ơi. Rồi rồi, tới công chuyện rồi. Kêu bà điện Sơn, bà kêu bà điện Minh đứng hoài đi, giỡn hoài lát lên hả nhát. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đợi chút đi, nán rồi đợi chút đi. Chạy ơi, cứu cái ai, cứu cuộc đời nó chạy. Cứu cuộc đời nó chạy. Anh làm gì tôi, anh định làm gì tôi. Có người định làm gì tôi, có người định làm gì tôi. Chưa nhá, người ta làm gì? Làm gì coi? Ủa, xin nhắc mà anh làm đây. Chưa gì hết, ông chạy đây luôn. Quỷ gì? Quỷ gì đâu? Con gì đâu cận? Hồi nãy tao kêu cô sư. Sao giờ thấy mình không? Quỷ gì trời? Con mình chạy về rồi. Đâu? Nó đâu rồi? Quỷ gì? Quỷ gì? Ông chạy luôn. Có mấy tôi có gặp gì đâu mấy ba. Đâu? Quỷ đâu? Cô ngồi đứng kế tao. Ai đứng kế em nè? Sơn trời. Béo lại đỡ ông anh lên coi béo. Sơn màu đen nè phải không? Em nè. Gần Minh đâu chở? Tao biết ra đâu chở không á. Cô cũng quỷ. Kế tao đi Sơn. Thấy không? Có đâu em đứng kế em nè. Đang tao tao tụt Sơn. Quỷ nó làm sao? Nó cũng làm nó bắt cái giò tao. Rồi yên tao làm gì chứ. Ba nè ba sợ. Ba không gặp ai. Quỷ. Quỷ nào chở? Em đứng đó mà em không thấy. Thì chắc là mình rồi giờ lỗi là không cho mấy anh tôi gì nè. Em có thấy ai đâu. Lại làm hư nữa rồi đó. Chịu cho anh không chịu cho anh làm khùng khùng không. Không ai ba ngày nay. Không có lạ trời có kìa. Nè. Hồi nãy tao thấy ông Sương đứng kế bên tao. Tao tưởng nó chạy thay đồ rồi. Mà ra cái khai áo màu đen. Nó đâu. Nãy em gặp quỷ nào mặc áo màu đen. Quỷ nào mặc áo màu đen trời. Có ông Sương mặc áo màu đen người. Mà màu trắng. Nói màu trắng màu đen rồi sao. Trắng màu đen trời. Con quỷ nào mà máu màu đen, quỷ nào màu đỏ. Anh đang nói chuyện với em cái anh chạy. Hồi lúc chạy quỷ đỏ. Rồi Minh chưa lên nó không nổi. Minh lên rồi. Lên rồi nó đâu? Tao nó chạy chung mà. Đi chạy. Rồi chừng mấy nó bỏ ông lại. Chạy chung. Trời, Minh có sợ ma đâu vậy chung. Con mã nó gạch tôi cũng sợ luôn. Minh đâu sợ ma đâu vậy chung. Mà nó nói chuyện là biết ông tin à. Ừ. Con quỷ nổi này. Nào mà mặc đồ đi trắng. Con quỷ là nó mặc đồ đen, đồ đi thẳng rồi. Tại lúc giờ con quỷ đỏ mà. Đi đi đặng ơi, lại đi. Kẹo anh ơi. Đâu? Ở chỗ nào đâu? Chỗ này nè. Đâu đi đặng nè. Hồi nãy là có em với anh đứng nè. Quỷ đâu? Quỷ nào ông nội? Quỷ đâu? Ừ, giờ có bộ tóc của ổng hồi nãy. Hồi nãy có em với anh đứng nè. Ừ. Quỷ nào? Đâu đi. Hồi nãy đứng ngay nào rồi tôi đứng bên đây. Quỷ đâu? Cái coi cùng tao hỏi Sương hỏi điện chưa? Sương là nó đâu có điện. Đã điện rồi hay đi. Là sao vậy? Hỏi vụ gì vậy? Cái gì? Có gì giờ không biết nói gì luôn. Ừ, không hiểu gì luôn. Ờ quỷ đâu? Minh kêu Minh đến nói. Rồi ai có máy gió điện Minh đây? Nội này sao mà? Quỷ đâu? Trời quỷ đâu? Đợi đi, Minh lên. Bộ chưa nhắc ma ta chữa cho không bỏ chạy hoài. Quỷ chạy bá lửa luôn. Quỷ nào chạy bá lửa rồi. Quỷ không làm không nhìn nó chạy bá lửa. Nãy tao đứng cái bên nó luôn mà tao không hay tao tưởng chừng. Nội vô nội chưa nhắc ma ta nữa ông chạy bỏ chạy rồi. Quỷ tao mặc đồ đỏ cho ai. Thôi đấm bóp chậm đi trong nó mấy lại. Ừ. Được cái Sơn. Mà nãy tao nói thiệt, tao đứng cái bên đây nè. Rồi tao mới nói với Sương bây giờ em lấy điện thoại điện cho Minh đi. Tao quay qua tao gặp hai đứa. Trời ơi.
không được đứng, không được dừng, đừng đứng lại. Đạp đôi chân không phân vân, vẫn chơi xanh, tao đang chạy như tanh bay. Áo tao ướt mồ hôi, trời có tối hay là bão, tao vẫn chạy vậy thôi. Thằng ơi. Rồi sao? Rồi giờ sao mình đi về ngủ hay làm sao? Nhanh thiệt sự luôn á. Mà chưa có không biết chiếc. Anh lên qua chiếc bộ không nội. Bạn mấy mày không biết chứ, anh ấy có học võ. Giờ lo chạy bộ. Để chạy cho cấm đầu không khác luôn. Trời ơi, cứu tôi ơi, cứu cuộc đời tôi ơi. Cứu cuộc đời ơi. Chạy rồi, chạy rồi. Úp bóng chạy sang nhau luôn nè. Kìa. Ai ơi á. Mình. Trời ơi, nó bả đang chụm nó mấy nó tụ tập nhá bả nó. Hai cái bả không không hết vậy. Bả nhà nó. Chị ơi. Chị ơi. Má tao gặp cái bóng đen một cái hì quá. Hộp hộp quay lại gặp nằm hết hồn. Mày đâu? Chạy mất rồi. Cuối cùng mày đâu? Tao vừa không chạy không tới gì nữa. Đưa qua đây nè. Đưa qua đây nè. Nói cái này không có chuyện mới nữa kìa. Lại đây nghe kìa. Ông chùm ổng gặp mặt trong này nữa kìa. Tao không nói cái tao mặc đồ tao tao thường không hải tao. Cái gì anh non anh. Cái gì mà đi dài không. Ông mới chạy dài đó. Ông tự bốn gói. Ông biết đường về nhà không trời. Chết rồi. Mới vừa bị cú sốc này xong bị nữa. Chơi chơi chiêu chơi nhắc mà. Ai kêu mày dán không phép. Sao mày không biết không? Không phải dán không phép. Nãy mày chạy với anh bỏ anh nói lại. Bỏ anh cắt này không? Có bệnh. Phải tao tưởng ma luôn ông nội hết hồn. Mà mới nãy thấy mình thấy cái bằng ngạo không? Bằng ngạo dầm hết hồn luôn. Ngạo của ai? Ben. Nè. Bên kia. Tôi thấy bên kia. Quay thấy gầm không trời. Về lại ba mà chứ bà nó ba trời tưởng ăn uống không ai về mà. Mày mày cắt á. Nhà xa hay bao luôn. Mặt không ngược luôn. Chứ quá quýnh thì lộng lẹ vô lên chạy ra. Nào bịch cổ. Lấy mày chạy lại ổng. Cái gì? Lấy mày chạy lại ổng. Ê ê mày mang dép nè. Biết kiếp hả? Mang dép nè. Bộ con ma này hồi làng chết trong bệnh viện bị ung thư cổ. Vậy bà về đi mai ra kiếm ổng. Đi dài. Bà chị cho bà mốt nó sớm chút đi. Mấy bạn ơi nhắn like cũng cái này cũng kết thúc nha các bạn. Mấy bạn nhớ nhắn like subscribe cho kênh Nguyễn Hải nha. Trời. Đây con ma ung thư cổ họng. Ổng gan mới ghê gặp ma cái ông chưa vô ông nằm giống gan. Thôi nằm.